người, hôm nay tôi có đi cà phê và tôi có thấy một cái bạn này rất là quen. Hình như em là Việt Mỹ phải không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Anh biết em mà em vẽ trời ơi, clip chịu view quá trời luôn. Anh theo dõi em lâu rồi đó. Em biết anh không? Anh nổi tiếng dữ lắm á. Nổi tiếng dữ lắm hả? Ừ, nổi tiếng dữ lắm. Em không biết. Trời ơi, anh hát đó. Anh ca sĩ. Anh hát. Anh gợi ý cho mình một bài để em biết anh đi. Nhiều bài lắm. Cha già rồi, đúng không? Kém tay chân. Em biết anh rồi. Anh Tuấn Trần đúng không? Nhớ ra rồi. Anh là Ali Hồng Dương đúng không? Đúng. Thấy em vẽ trời, anh Trấn Thành vẽ quá trời người luôn. Bây giờ em phải vẽ anh nữa. Vẽ anh năn nỉ. Năn nỉ mà vẽ anh đi. Nhưng mà em ở đây em đang có bút đâu mà vẽ anh. Yên tâm, anh có nhét đây nè. Cái nào cũng mang theo đó. Anh mang theo bút gì vậy? Tại nhiều người xin chữ ký, phải mang theo. Giờ nói thẳng luôn là em không có thích anh nên em không có vẽ cho anh đâu. Em thẳng gì luôn á. Vậy thôi. Em chỉ vẽ cho những người mà diva nổi tiếng hay gì đó, những người mà đẳng cấp tí. Còn anh á là ca sĩ hạng C, hạng B đúng không? Ý em nói là cái thứ loại mà không có đẳng cấp chứ gì, không có ai quan tâm chứ gì. Ok, vậy bây giờ em vẽ một người giùm anh. Nhưng mà người này nha, hát một cái em quảng hồn luôn. Người này hả? Vẽ người này. Ok, anh thử đi. Hát một cái quảng hồn. Ok, thử. Giọng dữ nha. Giọng dữ, chơi luôn. Cái nét mặt cũng dữ nha. Nét mặt cũng dữ hả? Ừ. Diva nha. Diva. Hát cao nhất Việt Nam nha. Cao nhất Việt Nam. Muốn bay là kiếm chị nha. Hay là biết okay ai không? Không? Chơi. Do you know her không? Ok. Ok, chơi. Chốt. Xong rồi anh, đúng người mà anh mô tả chưa? Đúng, chính mami của anh rồi. Đúng không? Trời ơi, em chả anh kia giết. Mami. Trời ơi, mami. Tôi vẽ đó à? Dạ. Trời ơi, tôi nghĩ con trai tôi thương quá à. Dạ. Dạ. Đi ăn đi mami, cũng đói quá. Thế thì đưa con đi ăn, dạ. Giỏi quá, phải thưởng thôi. Dạ. Trời, con bán lại góc chỗ này ngon. Em vẽ mà chị ơi.